Không dí theo là anh chết trước á em. Ủa vậy hả? Anh bị bệnh tim mà. Hả? Em không nhớ sao? Anh bị bệnh tim hả? Đúng rồi. Trời ơi, người anh lực lượng vậy mà anh bị bệnh tim mà. Nhìn anh ngồi đời to khỏe vậy chứ chồng anh yếu lắm. Vậy hả? Thôi được rồi, em nghĩ á, bây giờ hai đứa mình chạy như vậy cũng không phải là cách. Bây giờ thế nào cha cũng dí theo tụi mình. Em quyết định rồi, đi đi anh. Đi. Đúng. Nhưng mà đi đâu? Đi bụi. Đi bụi. Đúng rồi, đi. Ủa? Hả? Đi đi đi, chạm rồi, cha dí rồi chết. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Em ơi. Chuyện gì? Có một cái cặp, nó muốn cướp danh hiệu cặp đôi đẹp nhất của hai đứa mình đó. Cái gì? Có một cặp muốn cướp danh hiệu cặp đôi đẹp nhất của hai đứa mình hả? Cặp nào anh chỉ đi, em xúc nó liền. Mình có kiếm, mình không có sợ anh. Nhưng mà lúc nãy em kéo anh nhanh quá. May anh mặc kịp cái quần kiếm anh bỏ quên rồi. Hả? Trời đất ơi, Romeo ơi. Cái quan trọng là cái kiếm bây giờ không có rồi sao? Rồi sao mình xúc? Hả? Anh bây giờ mình đánh trực diện không được đúng không? Mình chơi núp đi anh. Đi, hai đứa mình đi núp. Khoan, đem phóng gì đó. Nói đi anh. Anh nói nghe nè, tại sao mà hẹn hò anh nó cứ phải bắt đi ra bờ biển rồi đứng ngắm cá heo ngắm chim thì nhức đầu mất ói quá hả? Anh không thấy ở đây lãng mạn sao? Em thấy ở đây rất là lãng mạn, rất là đẹp. Mỗi lần đi ra đây, ai cũng bắt anh là người mình yêu em nè. Mà sao giờ em mập vậy? Tại vì từ ngày xa anh, em không biết làm gì hết ngoài ăn với ngủ. Em lỡ lời chỉ có một chút xíu thôi mà anh lỡ lời nào. Anh chê em rồi không? Anh chê em thì em đi tìm Romeo đây. Ủa, Romeo là thằng nào? Em nên nhớ, trong tất cả các cặp tình nhân thì chúng ta là cặp đẹp nhất. Tình. Cặp đôi mình mới là cặp đôi đẹp nhất đúng không mọi người? Cái gì? Đúng rồi. Cái gì vậy? Cái Ủa? Gì vậy? Xuất hiện cặp đôi thứ ba hả? Đây mới là cặp đôi đẹp nhất. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào ở đây vậy? Cặp đôi này tranh giành đó là cặp đôi thế kỷ, là cặp đôi đẹp nhất. Trong khi đó cặp đôi của em mới là cặp đôi đẹp nhất. Thấy chưa? Bậy bạ. Nói tới cái chuyện mà Romeo và Juliet là ai cũng biết hết trơn. Còn cặp bên đây? Bên đây. Trời ơi, cặp đôi mà đây là tiền tỷ ở trên màn ảnh. Tôi biết, đây. Cô gái Hà Lan. Còn đây, mèo đi hia. Đúng rồi, đúng rồi. Sao vậy? Không, đây là... Sao có một cái sự kết hợp kỳ cục vậy? Không, chúng tôi là Joe và Jack trong Titanic. Nói chung là bây giờ hai cặp đôi này là muốn tranh giành cái cặp đôi đẹp nhất đúng không? Ừ. Rồi bây giờ phải phân biệt cái đã. Không phân biệt là ở đây đẹp nhất đó. Đúng không ạ? Bây giờ chịu không? Chịu cho bên đây làm trọng tài không? Rồi rồi, ok. Ở đây là sắc là có hết. Bây giờ phải có tài nữa. Đúng rồi. Chúng ta hãy đến nơi nào mà chúng ta có thể phân được cái tài đó. Có một nơi, đó chính là cung điện Umbala. Ra chữ gì? Do đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và bây giờ chúng ta chần chờ gì nữa mà không Umbala. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai cặp đôi rất dễ thương. Đầu tiên, nam ca sĩ Đại Nhân và ca sĩ Khổng Tú Quân. Đôi đó dễ thương đúng không? Còn cặp bên em nè, cặp này mới đẹp nè. Xin được giới thiệu cặp đôi diễn viên Lê Xuân Tiền và diễn viên Phương Lan.
Chúng ta sẽ cùng đến với sự thể hiện tình cảm của hai cặp đôi đầu tiên, cũng như là thể hiện cái tinh thần đến với cuộc chơi trong ngày hôm nay. Xin mời đội của Đại Nhân và Khổng Tú Quỳnh ạ. Ngày hôm nay thì Nhân với Quỳnh rất là vui khi tới đây. Thì ở ngoài đời thì Nhân với Quỳnh là bạn bè đồng nghiệp thân thiết cũng khoảng 10 năm rồi đúng không Quỳnh? Nhưng mà dạo này thì có xuất hiện tình cảm riêng tư. À, đó là xuất hiện tình cảm gia đình đó, ngoại và cháu. À, từ bạn tự nhiên mình thành ông cháu với nhau luôn. Nhưng mà tự nhiên Khổng Tú Quỳnh gọi Nhân là ngoại, không biết tại sao lại gọi như vậy. Ngoài cái việc là một người bạn thân ra thì Quỳnh cũng là một người rất là ngưỡng mộ cái cách sống cũng như là cái những cái suy nghĩ của anh Nhân, cho nên là Quỳnh nghĩ là mình cũng là một fan của anh Nhân, cho nên mình cũng gọi Nhân là ngoại. À, cái sự chững chạc và sâu sắc trong cuộc sống từng trải của anh Đại Nhân. Vậy thì nếu mà với một cái tinh thần như vậy, với đội hình như thế này thì mình đã nghĩ ra cho đội mình một cái tên chưa ạ? Tên của đội tụi em đó chính là Đang Sợ Ế Đây Này. Trời ơi, xinh chưa? Còn bên đây, Phương Lan và Lê Xuân Tiền. Em với Tiền là biết nhau từ phim. Ủa, biết ta nhỏ tuổi hơn những kia bằng anh hoài luôn. Không phải đâu, nhìn em vậy thôi chứ tâm hồi em cũng mong anh dữ lắm. Đội mình là Ế Sẵn nên không sợ. Luật thi vòng 1 mang tên thử thách. Từng người chơi sẽ trả lời 4 câu hỏi bằng cách chọn một chủ đề: xã hội, tình yêu. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi ô chữ là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết để đưa cho người yêu mình đi chơi gọi là gì? Hết. Đồng hồ sẽ bắt đầu tính thời gian. Khi người chơi có câu trả lời thì nói dừng. À, rồi, dừng. Câu trả lời phải kết thúc khẩu hiệu. Chớ. Trả lời đúng số giây trên đồng hồ chính là số điểm. Còn 21 giây. Yeah. Sau 4 lượt chơi, tổng số điểm đội nào cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng vòng 1 là 3 triệu đồng. Và ngay bây giờ, Umbala vòng 1 với tên gọi thử thách bắt đầu. Là thành viên nào của đội nào sẽ xung phong lên chơi trước? Mình nên kính lão đắc thọ đi. Có muốn nhường cho đội Đang Sợ Ế Đây Này không? Dạ, thật ra thì em cũng nhường, tại vì biết có lên cũng không trả lời được. Các bạn ơi, chương trình Đang Sợ Hết Giờ đây này. Và trước tiên, xin mời sự xuất hiện của 4 chủ đề: văn hóa, tình yêu, xã hội, giải trí. Cụ ơi, cô chọn chủ đề nào? Giải trí hay xã hội nhỉ? Giải trí ha. Vì ở dưới khán giả yêu cầu chọn giải trí nên Đại Nhân chọn xã hội. Ứng ba la vòng 1 lượt chơi đầu tiên của Đại Nhân bắt đầu. Và ngay bây giờ xin mời Đại Nhân tập trung. Anh bị cái gì vậy? Anh tập trung. Say sóng là nó khiến cho não anh nó ổn định và cố định ở đây hả? Máu nó lên não. À, lưu thông đúng không? Mỗi người sẽ có một cách chơi và phong cách khác nhau. Úng ba la. Ôi chữ đầu tiên có 5 ký tự tên một đất nước đã từng tồn tại, mà tên có nghĩa là 4 người đàn ông. Hết. Xin mời. Bắt đầu hiện dần lên. 4 người đàn ông hả, đã từng tồn tại hả? Nước này một là đã bị sáp nhập, hai là cái đảo đã chìm. Phân tích nó phải ở bên các nước có đảo. Mình bớt phân tích lại 30 giây nữa anh Đại Nhân à. Anh đang đợi chữ nó hiện lên. Nam hả? Tiếng Việt hả? Nam gì? Nam 13 giây. Nam gì? Dừng lại đi. Nam đi. Gì? Dừng. Còn 9 giây tương ứng với 9 điểm. Nó sẽ là Nam Tư. Nam Tư chốt chưa? Chốt. Hay quá. Chúng ta hãy đến với kết quả này, xem kết quả này có đúng hay không nhé. Xin mời. Wow. Quá ngoại ơi. Đại Nhân rất xuất sắc, tốn rất nhiều thời gian phân tích và suy đoán và nhận được về cho mình 9 điểm. Ngày trước thì Nam Tư là một quốc gia lớn, nhưng bây giờ thì đã chia thành 6 nước nhỏ rồi, không còn được gọi là nước Nam Tư nữa anh nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nha. Tập trung nè, mắt mũi miệng nè, nhìn lên đây. Ô chữ thứ hai có 6 ký tự, một loại trang phục, tên gồm một loại đồ ăn và một dụng cụ đựng thức ăn. Hết. Khổng Tú Quỳnh ơi, nếu biết lên diễn hỗ trợ nha. Mây tre lá hả? Mây
Việt Nam hả? Mùng mền chiêu gối. Một loại trang phục. Trang phục mà mùng mền chiêu gối gì đây? Trang phục hả? À, măng tô. Là măng chứ tô. Dừng chưa? Dừng. Vâng. Và cái loại đó chỉ có là măng tô mà thôi. Chốt chưa? Không. Chốt. Ủa, khoan. Chốt rồi mà còn khoan nữa hả? Ừ, tưởng cái gì. Và Khổng Tú Quỳnh có cảm thấy là đáp án này đúng hay không? Theo suy đoán của con là con không biết. Đúng rồi. Vậy thì đội bên đây nè, Xuân Tiền với Phương Lan có nghĩ là đáp án của đội bạn đúng hay không? Thực ra lúc nãy khi mà nói cái này là anh Tiền đã nói vào lỗ tai của em rồi. Từ giây 59 rồi. Đúng rồi. Yeah, tại vì những cái người mà có phong dáng cao cao như là Tiền á thì rất là tự tin mặc măng tô. Còn anh Đại Nhân thì đôi khi nó ê, anh cũng cao à, ta đứng ở ta đo nè. Mừng anh Đại Nhân đã nhận về cho mình 46 điểm. Vẫn còn say sóng. Ô chữ thứ ba có 10 ký tự, bốn cánh nở đẹp, chẳng khác đóa hoa. Gió mát thổi qua, xoay tròn hết cánh là cái gì? Hết. Rồi, dừng. Dừng. Dừng, 57 giây luôn. Nó là chồng chóng cũng không có là cái gì hết, chồng chóng chút. Chết rồi. Anh mới nhớ ra một cái chi tiết rất là quan trọng. Cái gì nữa? Hồi nãy anh quên lắc. Thôi nhưng mà thấy là anh không lắc điểm mới cao. Nếu mà chúng ta trả lời chính xác sẽ nhận được về cho mình 57 điểm lận. Và ngay bây giờ hãy cùng hướng mắt về màn hình. Đáp án của chúng ta đó chính là dòng, dòng. Yeah, yeah. Giỏi quá. Yeah. Bây giờ thì đến câu số 4. Câu cuối cùng đúng không? Câu cuối cùng. Xả ra nè. Lắc nha, lắc nha. Ô chữ thứ tư gồm 5 ký tự. Đồ vật gì có tai mà không thể vẫy, có cổ mà không thể tự gật đầu được? Hết. Từ từ. Tay mà không có vẫy không là thể vẫy được. Là có cổ mà không thể gật đầu được. Đúng rồi. Nó là con lực đực nhưng mà không phải. Quỳnh ơi, Quỳnh biết không? Quỳnh hỗ trợ đồng đội đi Quỳnh ơi. À, có cổ mà không thể gật đầu được, có tay nó không vẫy được nè. Bên đây mới chỉ bên kia kéo tay xuống liền. Lên cái dừng giờ rồi. Dừng. Trời, chắc lẽ cái ấy. Cái ấy. Ừ. Và chốt cái từ chốt. Cái ấy. Cái ấy. Không phải hả? Cái áo. Rồi bây giờ mới chốt cái áo. Mình đã chốt rồi, không thực sửa lại. Và bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án để cho gia đình này đừng có lục đục nữa nè. Xin mời. 2, 3. Cái áo. Con hồi nãy con tính nhảy lên rồi. Hồi nãy con muốn chảy lên đây nè. Thì đó. Con muốn chảy lên, con nói nhanh hơn 2 giây nè. Là được rồi. Đó mà ngoại chứ gì ngoại cứ chút. Hết giờ. Một lần nữa nhắc lại với những người chơi của chúng ta, những hiệu lệnh của chương trình phải thực hiện một cách nghiêm túc, vì đó là luật chơi các bạn nhé. Không thể du di được. Ý nói ta không nghiêm túc là buồn. Không phải. Mình chốt là chốt rồi. Rồi thôi mà biết dạ. Rồi mà. Và bây giờ số điểm của anh mới là quan trọng. Sau 4 câu hỏi với chủ đề là xã hội thì nắp bác sĩ Đại Nhân đã nhận về cho đội của mình số điểm là 109 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội ế sẵn nên không sợ. Xin mời Lê Xuân Tiền. Nhìn đẹp quá thôi nè, đọc luôn đi. Mày cái gì? Đẹp quá, đẹp có quyền. Em ơi. Ơi. À, chọn chủ đề đi, còn 3 chủ đề, xin mời. Chúng ta còn nè, văn hóa, tình yêu và giải trí. Tình yêu. Mặc dù là đang ế và không có kinh nghiệm về tình yêu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Ô chữ đầu tiên có 7 ký tự. Tiền để đưa cho người yêu mình đi chơi. Gọi là gì? Hết. Em biết chưa? Em lên diễn tả đại đi. Thời gian đang trôi qua, chúng ta có một chữ C xuất hiện rồi. Tất cả là 7 ký tự. Đây cũng có thể là một câu đố mẹo. Chúng ta suy nghĩ thoáng ra chút xíu. Đồng đội ơi, nếu biết chúng ta lên đây chúng ta diễn liền nha. Nhìn nó là thấy không biết rồi, đừng hỏi. Thật sự, cái gì? À, em biết. Ôi, biết hả? Chạy về. 15 giây. À, em biết nè. Và Dừng. Còn 12 giây. À, chạy lên, dừng rồi. Chạy lên. Em biết rồi mà. Không, dừng rồi. Dừng là hết.
thời gian để gợi ý rồi. Đáp án sẽ là 3, 2, 1 và hết giờ rồi ạ. Rất đáng tiếc chúng ta không đưa ra được đáp án. Vậy thì nè, Phương Lan, hồi nãy Phương Lan định chạy lên đó là mình có đáp án rồi đúng không? Bạc tình. Đúng không ạ? Và đáp án của chúng ta có phải là bạc tình không nào? Chính xác. Bạc tình. Yeah. Em à, đôi khi á, những cái thứ gì đó người ta kêu là mật ngọt chết rồi á, cái điều mà ngọt ngào của Buka mang đến cho em nó không mang đến may mắn. Anh hy vọng là cái sự thẳng thắn hơi thô thiển chút xíu của anh sẽ khiến cho em may mắn trong câu này nhá. Ô chữ thứ hai cũng có 7 ký tự với gợi ý nè. Chắc chắn các anh chàng và cô nàng độc thân đều rất thích. Thôi về đây. Cái gì dùng để săn người yêu? Hết. Săn dễ ợt. Săn người yêu nó phải là mồi. Đúng. Hãy nhớ chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là tình yêu. Tất cả những câu trả lời hãy liên quan đến tình yêu một chút xíu tiền nha. Em biết không, em biết không Lan? Em đang yêu nồng cháy lắm mà sao em không giúp? 36 giây, 35 giây. Lê Xuân Tiền ơi. Em biết rồi. Biết nữa rồi, đội mình không biết. Đội kia là đội của người ta, đi về con. Khi mình đi săn, mình cần cái gì để săn được? Săn bắt á. Dừng. 19 giây và 3 giây. 3, 2, bắt tình. Bắt tình. Bạn chốt chưa ạ? Chốt. Chốt. Bây giờ Khổng Tú Quỳnh đi, Khổng Tú Quỳnh. Nãy giờ Khổng Tú Quỳnh rất là xuất sắc. Em không biết đúng không mà. Vậy thì nói thử đi nè. Cảm tình. Cũng có thể là cảm tình. Bây giờ là một là cảm tình, hai là bắt tình. Thử coi đây kết quả là cái gì. Xin mời. 7 tình. Tôi đã nhấn rồi. Đi săn thì cần cái gì? Anh biết sao không? Em ế là vậy đó. Em không biết 7. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ 3. Ô chữ thứ 3 gồm 8 ký tự. Yêu đến lần thứ 7 thì gọi là gì? Hết. Hết. Trời ơi. Trời, hay quá, dễ quá. Câu này dễ. Yêu tới lần thứ 7 nha. Lần thứ 7 dễ ợt à. Thì gọi là gì? Anh chỉ ra nè. Lắc đi. Nó độ. Lắc đi. Suy nghĩ. Lắc đi. Lan làm gì khóc dữ vậy? Thời gian nè. Còn 20 giây nè. 19 nè. 18. Dừng 7 giây. Xin mời. Mời Phương Lan, Khổng Tú Quỳnh đại nhân về vị trí của mình. Và đáp án chốt sẽ là thất tình. Yeah. Thất tình. Chốt chưa ạ? Chốt. Em bây giờ hãy cùng đến với kết quả. Thất tình. Hy vọng câu này ví dụ mình tiết kiệm được thời gian thì mình không để cho nó chạy mất một giây nào hết. 60 giây luôn để ghi số điểm cao nhất tiền nha. Hãy tập trung. Ô chữ thứ 4 có tất cả là 9 ký tự trong truyền thuyết. Để tìm được Mỹ Châu, Trọng Thủy phải nhờ cái gì dẫn đường? Hết. Ra. Dừng. 48 giây. Anh nhớ là Long nhưng mà bây giờ anh không biết Long gì. Long mi giả. Trời ơi, cực quá ha. Dẫn đường cho trai mà bức lông mi giả. Dẫn đường cho trai mà bức lông mi giả. Xin mời đáp án của Lê Xuân Tiền. Long. Long gì? Công. À! Trời ơi. Long công là đáp án chốt chưa ạ? Chốt. Xin mời đến với đáp án. Long lộng. Tiếc quá. Và kết thúc 4 câu hỏi ở chủ đề tình yêu, Lê Xuân Tiền đã đem về cho đội mình 7 điểm. Vỗ tay. Và lượt chơi thứ 3, xin mời Khổng Tú Quỳnh. Quay. Quay nó lại quay. Con ra ngoài xay sóng nhiều lên. Chóng mặt nó rớt chữ hết trơn rồi. Và bây giờ chúng ta còn 2 chủ đề. Đó là văn hóa và giải trí. Thì không biết là Khổng Tú Quỳnh sẽ chọn chủ đề nào. Giải trí.
vòng 1 được chơi thứ 3 của Khổng Tú Quỳnh bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên Quỳnh nha, là một bài hát diễn tả trạng thái khi uống chất có cồn cũng là tâm trạng của người đang yêu. Hết. Bài hát nha, nhớ là bài hát nha. Đây là tên của một bài hát. Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Buồn ngủ đúng không? Đau tim. Dừng. Dừng. Và kết quả là... Trả lời liền, hết giờ. Không đánh lại ba. Nhau. Say tình. Hai. Chốt chưa? Chốt. Ủa, đại nhân làm là bị nhức đầu mà sao mình không say tình? Anh diễn cái nét say. Ủa, mỗi lần anh say là anh chỉ cái tay mà. Giống như là nuốt xong cái mình suy nghĩ. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với kết quả để xem say tình có phải là đáp án chính xác hay không nhé. Xin mời. Yeah. Và xin được chúc mừng ở câu hỏi đầu tiên, Khổng Tú Quỳnh đã nhận về cho mình 44 điểm. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Ô chữ thứ hai gồm 6 ký tự đang ghi hàng chục khúc tre. Gõ như gõ mõ lại nghe tiếng đàn. Hết. Biết cái đàn này không nhớ tên nó. À nhớ rồi. Bốn mươi giây. Thôi tự suy nghĩ đi. Ủa gì kỳ vậy? Đàn gì? Dân. Đúng rồi, cái đàn đó đó Quỳnh. Cái đàn đó đó. Cái đàn đó đó. Con không biết nữa, không nói đại luôn á. Cái đàn đó đó, chỉ có Nhân, cái đàn đó thôi. Anh Nhân im lặng. Ba. Không biết chỗ. Hai. Một. Hết giờ và không có đáp án thì Quỳnh ơi, chúng ta đã mất điểm trong câu hỏi này rồi. Đúng rồi. Em không hiểu là sao anh Nhân diễn tả cái gì mà như vậy. Anh nghĩ là đàn tranh. Đó là tại vì là đại nhân cho một cái đáp án sai. Khi mà đại nhân nhìn lên thấy sai rồi đại nhân đi về luôn. Đội bạn phải là ca sĩ không vậy? Người ta nói mình là ca sĩ mà không biết nhạc cụ đó. Trời ơi. Xấu hổ chưa? Bên này có biết đáp án không? Đội mình tơ rưng đúng không ạ? Đúng rồi. Trời, anh kỳ quá. Hồi nãy anh Thi em ra đây em diễn tả đồ. Anh biết mà anh không nên diễn tại cho em gì hết trơn á. Bây giờ chúng ta đến với đáp án xem có đúng hay không nhé. Xin mời. Tơ rưng. Rồi đại nhân ơi, chúng ta cẩn thận hơn với những lần gợi ý anh nha. Chính xác hả, lần gợi ý nha. Và bây giờ ô chữ thứ 3 có 6 ký tự. Trên lòng, dưới lòng, tối lòng vào nhau cũng là tên của một bài hát. Hết. Trên lòng, dưới lòng, tối lòng vào nhau. Và đây cũng là tên của một bài hát. 41 giây. Cố lên. Một chữ đi. D, một chữ M. Trời ơi Quỳnh, đó vậy Quỳnh. Chốt từ nào? Chốt từ đôi mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả có phải là đôi mắt không nha. Xin mời. Đôi mắt. Yeah. Chúc mừng cho Khổng Tú Quỳnh đã nhận về cho mình 28 điểm. Yeah. Giỏi. Ô chữ số 4 có 5 ký tự. Có chân, có tai, có mắt, có miệng, có đầu, có cổ, có mặc quần áo, nhưng không phải con người. Hết. Trời ơi, dễ ớt. Có chân, có tay. Trời ơi, dễ ớt. Có miệng. Không được nói, đại nhân à. Diễn tả thôi. Ngôn ngữ, cơ thể. Không có cái gì mà tự nhiên cái lạc lìa, lạc lòi. Có gợi ý thêm cho em. Tự suy nghĩ đi. Rồi, dốt. Dừng, chưa mà chốt. Dừng. Dừng. Búp. B. Chốt chưa? Chốt. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án nhé. Xin mời. Búp bê. Điểm tổng cộng của Khổng Tú Quỳnh với 4 câu hỏi trong chủ đề giải trí đó chính là 109 điểm. Và ngay bây giờ xin mời Phương Lan. Câu hỏi đầu tiên với chủ đề văn hóa dành cho Phương Lan. Ô chữ có 6 ký tự. Loại nhạc cụ nào mang tên một loại quả dùng để nấu canh? Hết. Dễ lắm Lan ơi. Nhạc cụ nha. Một chữ A rồi. Chết sao. Nhạc cụ hả?
một loại nhạc cụ. Chị. Ủa đi đâu đây vậy Quỳnh ơi? Rồi hỗ trợ luôn rồi. Dừng. Chúng ta còn 46 giây. Đưa ra đáp án đi nè. Đàn bầu. Chốt chưa? Chốt. Đáp án đó chính là đàn bầu. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Ô chữ thứ hai gồm 12 ký tự. Tỉnh gì? Tên chẳng thiếu đâu. Hết. Một tỉnh có tên rất dài. Tỉnh gì? Tỉnh không thiếu có nghĩa là nhiều. Nhiều, giàu, đồ này nọ đó. Ba chữ H xuất hiện cùng một lúc. Rồi, anh ấy bắt đầu múa rồi. Xin mời. Múa đi. Múa sao cho ra nha. Đó, múa đúng rồi đó, múa đúng rồi đó. Đúng rồi. Trời ơi, tôi biết luôn. Tôi biết luôn rồi. Còn 21 giây. Và đáp án là trời ơi, quê em mọi người ơi. Ủa, quê em hả? Nữa. Quê em hả? Dạ. Quê anh luôn nè. Ủa anh ơi, rửa thì em trả lời là thưa Thiện Huệ. Chốt chưa? Chốt. Bây giờ chúng ta hãy xem đáp án đúng hay không nhé. Được chúc mừng với câu hỏi thứ hai thì Phương Lan đã nhận về cho mình 21 điểm. Câu thứ ba xuất hiện có 7 ký tự, một loại đặc sản miền Trung mà tên ví von như một hành động ngược đãi. Hết. Lại về quê hương của mình nữa. Nãy tôi nói miền Trung là vả trộn rồi đó, bánh bè cái gì? Miền Trung như hành động sản hả? Dừng. 48 giây. Kề bánh ra đó. Nhân ơi. Em sợ sai lắm. Kề bánh ra đó. Cái bánh. Nhân à. Bánh đập. Chốt bánh không à. Đập chốt. Bánh đập. Và bánh đập là đáp án mà Phương Lan đã chốt. Có chính xác không ạ? Chính xác. Thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Ô chữ số 4 gồm 7 ký tự, loại lá và quả không thể thiếu trong các dịp dạm ngọ. Hết. Lá và quả. Dừng. Dừng rồi. Dừng rồi. Khẩu lệnh dừng đã được xuất hiện, không được ai gợi ý nữa cả. Em dừng xong rồi em mới thấy chữ đó, em mới thấy là em sai. Em ơi, em có 3 giây em nhá. 3 2 1. Đáp án là trầu cao đó. Chốt không ạ? Chốt. Vậy thì đáp án này có đúng hay không nhé. Xin mời. Và kết thúc chủ đề văn hóa, Phương Lan đã đem về cho đội mình 173 điểm. Và kết thúc vòng 1, đầu tiên là đội đang sợ ế đây này đã nhận về cho đội của mình tổng cộng là 218 điểm. Và đội ế sẵn nên không sợ đã giành được số điểm là 180 điểm. Vậy thì bây giờ không biết là 3 triệu sẽ thuộc về ai? Chắc chắn xin được chúc mừng đội đang sợ ế đây này. Vòng 2 mang tên Thách đấu. Vòng 2 có 8 câu hỏi trong nhiều lĩnh vực. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết, rất giàu, hết, đồng hồ sẽ bắt đầu tính thời gian. Đội bấm chuông trước sẽ có quyền trả lời. Nếu sai thì đội còn lại sẽ được trả lời. Nãy em cũng nghĩ là bút chì ấy. Thính trả lời đúng, số giây trên đồng hồ chính là số điểm. Như một giang sơn. Chốt. Chốt. Và đặc biệt số điểm vòng này sẽ được nhân đôi. 38 giây tương ứng với 76 điểm. Trời ơi, em có đập chân. Sau 8 câu hỏi, đội nào có số điểm cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng vòng 2 là 6 triệu đồng. Xin mời hai đội chơi vào vị trí thử chuông nào. Và ngay bây giờ Ba La vòng 2 bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên dành cho cả hai đội. Đây là một ô chữ gồm 9 ký tự.
địa danh nào nghe tên đã cảm thấy có ý nghĩa là rất giàu? Hết. Nếu chưa biết, hãy tiếp tục nhìn ô chữ. Một chữ Y rồi đó. Và mời đội. Đáp án đó chính là Tiền Giang. Chốt Tiền Giang. Chốt tiền nhiều như một giang sơn. Tràng giang đại hải. Giang đại hải. Và nếu như các bạn trả lời chính xác câu này thì các bạn sẽ nhận được số điểm là 96 điểm. Trời ơi. Và ngay bây giờ hãy thử xem Tiền Giang có phải là đáp án chính xác hay không nhé. Xin mời. Chính xác. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một ô chữ với 6 ký tự. Một loại thực vật hái trái rồi mới lấy được bông. Hết. Hái trái rồi mới lấy được bông. Thường thì phải có bông mới nở ra trái. 40 giây. Một chữ A. Và ren rồi. Mời đội, ế sẵn nên không sợ. Cây gòn. Cây gòn. Và đó có phải là đáp án chính xác không? Xin mời. Đáp án. Cây gòn. 38 giây tương ứng với 76 điểm. Câu hỏi thứ ba. Ô chữ này có 8 ký tự. Biển gì không có tôm, không có cá, không có cát mà lại có người mẫu? Hết. Bấm rất nhanh. 60 giây chưa mất một giây nào. Xin mời Lê Xuân Tiền. Biển. Biển gì? Chưa có hiện một chữ nào. Chưa lên một luôn. Chữ nào hết. Anh ấy đã suy đoán rất nhanh. Và đáp án chốt sẽ là ba. Anh tên là gì? Hai. Biển. Một. Rồi hết giờ. Được trả lời đã thuộc về đội của Đại Nhân và Khổng Tú Quỳnh. Đó là biển. Tên là biển. Biển hiệu. Biển hiệu. Không phải đâu, dư chữ kìa. Biển hiệu là vừa đủ 8 ký tự. Và chốt không ạ? Chốt. Biển hiệu là đáp án mà đội Khổng Tú Quỳnh và Đại Nhân đã chốt. Vậy thì chúng ta hãy xem đáp án của chương trình đó là gì nhé. Biển gì vậy ta? Biển quảng cáo. Ủa, biển mà. Và câu này thì hai đội không ghi được điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Ô chữ này có 7 ký tự. Núi nào sắc ra từng lát? Hết. Sắc ra từng lát. Thời gian đã bắt đầu trôi ngược. Đó là một câu hỏi mẹo nha các bạn. Chúng ta hãy nhớ về những tên núi. Và chúng ta đã có tín hiệu từ đội của Đại Nhân và Khổng Tú Quỳnh. Em đoán là Thái Sơn. Trời ơi. Có chốt không ạ? Giỏi quá vậy. Chốt. Giải thích một cách hợp lý nhất về cái đáp án Thái Sơn nào Khổng Tú Quỳnh. Thì em nghe cái gì đó đó Thái à. Sắc lát đúng không? Sắc lát. Thái nguyên một cái sơn mà chặt nguyên một cái núi. Bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án để xem Thái Sơn có phải là đáp án đúng hay sai. Xin mời. Yeah. Giỏi. 33 giây tương ứng với 66 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Ô chữ có 4 ký tự. Tên một loại hình dịch vụ giao thông mà người cung cấp không đòi, còn người sử dụng cũng không làm. Hết. 4 ký tự. Người cung cấp không đòi, người sử dụng không làm. Mà nó là tên của một loại hình dịch vụ giao thông. Dịch vụ giao thông là cái gì? Đây là... Trời ơi, trời ơi, em không đập cho anh. Xin mời Đại Nhân. Đó chính là xe ôm. Chốt chưa? Chốt. Ủa, em tưởng anh đập rồi. Đội bên đây hình như là cũng biết được đáp án. Đập trễ 2 lần. Tiền ơi, tại sao mình trễ biết không? Tại vì chuông là mình nhấn nha, mình đừng đập nha. Lan, để tay lên chuông. Tiền, để tay lên Lan. Rồi, và ấn nhẹ thôi nha các bạn nhá. Tình cảm vào để chúng ta mang đến sự may mắn cho đội của mình. Và
xe ôm không phải là đáp án chính xác để mang về 74 điểm dành cho đội của đại nhân và Không Chúc Bình hay không? Xin mời. Và bây giờ chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. Ô chữ này có 6 ký tự, tên một loại đồ ăn mà nghe cảm thấy có bao nhiêu cũng không nhiều hết. 6 ký tự nhé. Xin mời đại nhân. Đáp án đó chính là bánh ít. Chốt bánh ít. Và đội bên mình có kết quả không? Em cũng vậy luôn, em vẫn bấm chậm hơn. Chậm hơn nữa vậy. Thì lúc em vừa nghĩ ra em vừa nhấn là đã nghe chuông rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án để xem bánh ít có đúng hay không nhé. Xin mời. Chính xác. Rất là nhanh, mới tốn 2 giây thôi, chúng ta còn 58 giây, tương ứng với 116 điểm. Mình đi qua truyền vụ may mắn cho đội bên đây đi. Mình dựng sóng nha. Sóng nào? Mình, 2, 3. Thần sóng độ nè. Đó. Và hy vọng là câu hỏi tiếp theo thì đội mình sẽ trả lời được nha. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 2 cơ hội nữa thôi. 2 câu hỏi cuối cùng trong vòng 2 nha các bạn ơi. Tập trung nha. Câu hỏi số 7. Ô chữ này có 6 ký tự. Cái gì để càng lâu thì sẽ càng thấp hết? Để càng lâu thì sẽ càng thấp. Có nghĩa là mình cũng phải sử dụng nó đó. Một chữ A, một chữ N. 45 giây. Ví dụ như cái bút chì mình dùng. Để càng lâu cái càng thấp. Càng lâu càng thấp. Bấm đi, chuông bấm đi. Nếu biết bấm chuông đi chúng ta có 3 ký tự rồi. Cái gì? Bấm rồi. Cây nến. Chốt cây chưa? Nến. Chốt. Trời ơi, đốt nó là nó. Cây nến có mang lại đáp án chính xác và mang đến cho đội của đại nhân và Khổng Tú Quỳnh 48 điểm hay không? Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 8, câu hỏi cuối cùng. Ô chữ này có 6 ký tự, dây gì nghĩa chị tình anh, tượng trưng đôi lứa kết thành nhân duyên. Hết. Bấm chuông rồi, rất nhanh. Tơ hồng. Tơ hồng. Chốt rồi. Chốt. Các bạn khán giả vỗ tay rất nhiều. Và đội của đại nhân Khổng Tú Quỳnh, mình có đáp án không? Cũng nghĩ vậy nhưng mà bị bấm chậm. À, bị bấm chậm và cũng cùng một đáp án. Mấy cái này mấy dòng trước là tụi em hay bị lắm á. Đúng rồi đó, bị bấm chậm. Bây giờ hiểu được cảm giác chưa? Hiểu được cảm giác bên đây. Bây giờ hiểu cảm giác rồi. Nhiều khi là không phải là do mình không biết mà do nhiều khi cái tay mình chậm á. Cái tay mình chậm. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án của câu số 8 này. Xin mời. Câu hỏi cuối cùng đã thuộc về đội của Lê Xuân Tiền và đội Phương Lan với số điểm là 116 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng kết điểm trong hai vòng của cả hai đội. Đầu tiên đội đang sợ ế đây này đã nhận về cho mình số điểm rất tròn chỉnh 400 điểm. Đội ế sẵn nên không sợ đã giành được một số điểm cũng rất cao, đó là 192 điểm. Với số điểm khá chênh lệch như vậy, phần thắng trong vòng 2 và sẽ sở hữu về cho mình giải thưởng trị giá 6 triệu đã thuộc về đội của đang sợ ế đây này. Chúng ta sẽ cộng điểm của hai vòng để xem đội nào sẽ là đội bước vào vòng 3 đến với những câu hỏi hóc búa hơn, khó khăn hơn của chương trình ngày hôm nay nha. Xin được công bố tổng số điểm sau 2 vòng thi. Số điểm của đội đang sợ ế đây này đó chính là 618 điểm. Và đội ế sẵn nên không sợ có một số điểm chênh lệch khá khá, đó là 372 điểm. Vậy thì chúng ta đã biết đội nào sẽ bước tiếp vào vòng 3 của chương trình. Nhưng đội có số điểm thấp hơn sẽ có cơ hội nhận về cho mình một phần quà. Đó chính là một phép màu của chương trình. Yeah. Một câu thần chú rất quen thuộc. Húm ba la, chào tạm biệt.
trở lại cùng với vòng 3 của chương trình Umbala ra chữ gì. Sẽ có 90 giây cho 5 câu hỏi, gồm 4 câu hỏi phụ và 1 câu hỏi chính. Đồng hồ sẽ bắt đầu tính thời gian khi có tín hiệu hết. Nếu không có đáp án thì nói qua. Bỏ qua câu hỏi phụ sẽ không được quay lại. Trả lời đúng mỗi câu hỏi phụ sẽ được 1.500.000 đồng. Trả lời đúng câu hỏi chính sẽ được 5.000.000 đồng. Và trong vòng 3 của chúng ta sẽ mang đến sự bí ẩn, sự khó khăn và huyền bí dành cho đội chơi còn lại với tên gọi là Umbala. Và ngay bây giờ xin mời hai người chơi của chúng ta lắng nghe thật kỹ câu hỏi đến từ Quốc Bảo nha. Câu hỏi đầu tiên, ô chữ đầu tiên có 7 ký tự. Phập phồng, trái thức giữa thân, trái ấy mà ngủ, thân liền này đổ luôn là cái gì? Hết. Đọc lại. Phập phồng, trái thức giữa thân. Dừng. Nói đại. Quả lắc. Không chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ hai. Ô chữ gồm 9 ký tự, cũng là một loại hoa, nhưng trong tên lại có nhắc đến một loại vải. Hết. Từ từ. Bình tĩnh nha, thời gian của chúng ta rất nhiều. 90 giây lận. Có một chữ G. Các bạn còn rất nhiều thời gian. Bình tĩnh. Chữ G. Hai chữ G rồi. Là một loại hoa. Hoa. Ô chữ tiếp theo gồm 7 ký tự. Một bộ phận không tồn tại trên cơ thể người, nhưng sau khi có người yêu, ai cũng lo sợ sẽ có. Hết. Cặp sừng. Cặp sừng. Cặp sừng là đáp án. Không. Không chính xác. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nè. Ô chữ có 4 ký tự. Đây là một trạng thái thường thấy khi yêu. Hết. Trạng thái khi yêu. Trạng thái 4 ký tự thôi. Hỉ nộ ai ố. Ai cũng gặp phải khi yêu. Ghê. Ghê. Là một đáp án. Chính xác. Các bạn ơi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng. Nhưng trước khi đến với câu hỏi cuối cùng, hãy nhớ là 4 câu vừa rồi sẽ là gợi ý để chúng ta đến với đáp án chính xác của câu thứ 5. Và thoải mái ra đi, chúng ta còn một câu thôi, thời gian còn rất là nhiều. Lượng đi nào, lượng đi. Lượng nào, lượng nào. Ô chữ gồm 10 ký tự. Hãy điền vào chỗ trống bài đồng dao. 3 chấm. Đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối. Đó là ai? Hết. Đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối. Đó là ai? Chúng ta không biết, chúng ta nhìn ký tự hiện lên từ từ. Chúng ta có một chữ U và còn 25 giây. Quỳnh câu hỏi cuối cùng 5.000.000 đồng. Chúng ta có gợi ý là ghen. A, U, E. Gần hết thời gian rồi. Cố lên, 5, cố lên. 4, 3, dừng. 2, dừng. Chúng ta còn 1 giây và các bạn vẫn có quyền để trả lời câu hỏi này và chốt. Đáp án đó chính là tôi không biết. Tôi không biết. Chốt chưa? Hay là chúng tôi không biết? Chúng tôi không biết. Chốt. Và chúng tôi không biết là đáp án và đại nhân và Không Tú Quỳnh đã chốt. Và bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án chính xác của câu hỏi số 5. Xin mời. Cô dâu chú rể. Trời, ví dụ như làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn nát đít thì biết. Chứ bài đồng dao đó là cô dâu chú rể, đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối. Em chưa bao giờ nghe câu này luôn. Đúng rồi, chị đó. Em chỉ nghe là câu nó tương cô dâu chú rể là bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn tét đít. Và dù sao thì đội chúng ta đã rất xuất sắc. Một tràng pháo tay dành cho đại nhân và Khổng Tú Quỳnh. Tiền hiện tại chúng ta có là bao nhiêu? 10.500.000 đồng nha. Lẻ quá sao chia. Hay là lấy 10 triệu thôi, 500 cho em. Không, anh định là anh 10 triệu Quỳnh 500. Và một lần nữa thì xin cảm ơn
ca sĩ Đại Nhân và ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã mang đến chúng ta những giây phút rất là thư giãn nè, lượng sóng với những bài tập aerobic cũng như là những bài tập nhịp điệu rất là thú vị. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và là ra chị gì, và hãy nhớ chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và bây giờ hãy cùng Xin chào và hẹn gặp lại.